一年也结束了，其实挺不容易啊。步入新的一年，有些关系总得搞清楚，自己究竟是在乎的人，还是被在乎的那一个。就看“新年快乐”这四个字，是你先传给他，还是他先主动传给你？Rồi, lại một năm trôi qua. Trong một năm này, mình cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Và khi bước vào năm mới, có một số người bạn nên nhận xét rõ là họ có quan tâm mình giống như mình quan tâm họ hay không. Và có một điều rất đơn giản để nhận xét, đó chính là 40 chữ chúc mừng năm mới là do bạn nhắn trước cho họ, hay là họ chủ động nhắn cho bạn trước.